Trịnh Sảng vượt mất cơ hội tỏa sáng và tay đàm tổng vận Triệu Lệ Dĩnh. Trịnh Sảng từng có cơ hội được tham gia vào rất nhiều dự án phim kinh điển, thế nhưng cô lại không ít lần từ chối những vai diễn để đời, giúp các sao khác vương tầm tỏa sáng và thành công vang dội. Trịnh Sảng là một trong những nữ minh tinh được săn đón hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Tên tuổi của cô luôn gắn liền với những nụm sùm tình ái và các phát ngôn gây sốc. Trịnh Sảng vốn được mệnh danh là nữ thần thanh xuân qua những vai diễn trong nhiều bộ phim ngôn tình nổi tiếng như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa tới. Tuy nhiên, Trịnh Sảng trong sự nghiệp diễn xuất của mình có lẽ phải không ít lần tiếc nuối khi nhiều lần bỏ lỡ những cơ hội. Diễn xuất mang đến cơ hội tỏa sáng và sự nghiệp đỉnh cao cho các ngôi sao khác. Lấy danh nghĩa người nhà. Bộ phim Lấy danh nghĩa người nhà trở thành bộ phim ăn khách và được chú ý hàng đầu. Sự thể hiện xuất sắc của Đàm Tùng Vận trong vai cô em út Lý Tiêm Tiêm khiến khán giả vô cùng hài lòng và ấn tượng. Thậm chí còn nhận định rằng vai diễn nhí nhảnh này sinh ra là để dành cho Đàm Tùng Vận. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng nữ chính của Lấy danh nghĩa người nhà ban đầu vốn được định sẵn cho Trịnh Sảng chứ không phải Đàm Tùng Vận. Nhân viên của đoàn làm phim đã tiết lộ Trịnh Sảng mới là sự lựa chọn đầu tiên của đạo diễn bộ phim. Tuy nhiên, vì lịch trình quá bận rộn, Trịnh Sảng thường xuyên tham gia quay show giải trí nên đã từ chối lời mời này và nhường lại cơ hội tỏa sáng cho Đàm Tùng Vận. Hoa Thiên Cốt. Trịnh Sảng từng bỏ lỡ một vai diễn trong tác phẩm có sức hút lớn chính là Hoa Thiên Cốt. Được biết vì một số lý do cá nhân nên mỹ nhân họ Trịnh đã từ chối vai diễn này và đạo diễn của bộ phim sau đó đã quyết định chọn Triệu Lệ Dĩnh để gửi gắm. Tại thời điểm đó, việc góp mặt trong một bộ phim của nữ sĩ Quỳnh Giao không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt với các diễn viên trẻ. Tuy nhiên, Trịnh Sảng đã nhanh chóng từ chối cơ hội béo bở này với lý do không thích đóng phim cổ trang vì sợ bị rụng tóc và hói đầu. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!